nam 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 trời các bạn ơi, con khủng long nó dưới gấp kẹo của bạn Minh với bà Kiệt rồi, dưới theo đó, chụp lẹ lên, chụp trời, khủng long bay nhanh quá, chụp bay cao quá, chụp không được rồi. Ủa con khủng long đẻ trứng kìa Minh ơi, chụp lẹ lên, chụp. Ủa khủng long đẻ nhiều trứng dữ hả? Ủa ơi, đỡ thêm trứng nữa kìa, chụp lẹ lên. Ủa quá trời trứng luôn, anh Kiệt đâu rồi? Kêu Kiệt chạy ra, Kiệt ơi chạy ra, Kiệt ơi rồi. Ủa ơi, chớp khủng long kìa, quá khủng long bay cao dữ vậy, quá hỏi bằng chị trong biên khủng long đẻ trứng hả? Ủa cái trứng bể rồi. Quá trời các bạn ơi, một trứng khủng long bị bể rồi, còn đâu nữa không? Đâu để các bạn ơi, thêm một trứng khủng long màu vàng nữa. Quá khủng long này nó đẻ quá trời trứng vậy, còn nữa không? Quá đây trứng nữa nè. Quá wow, một trứng màu xanh nữa, đâu đâu bạn Bin? Quá wow, bạn Bin được một trứng màu trắng hả? Quá wow, còn trứng màu đỏ nữa kìa. Rồi đi kiếm khủng long lấy kẹo lại đi. Khủng long đâu rồi? Nó nằm trên cây rồi. Quá các bạn ơi, khủng long nó bay cao quá. Quá các bạn, khủng long bay cao quá. Rồi khủng long bay cao dữ hả? Quá wow, trời biết nó chụp khủng long kìa. Trời ơi chụp, trời ơi chụp nhanh lên khủng long. Vin ơi, Vin chụp Vin ơi. Quá wow, trời các bạn ơi, bận Vin với một Kiệt đụng được cục kẹo rồi hả? Khủng long đâu rồi? Khủng long nó bay đi đâu rồi? Quá các bạn ơi, bạn Kiệt với bạn Bin lượm được kẹo rồi, bây giờ mình đi kiếm khủng long nha, để coi khủng long bay đi đâu mất tiêu rồi, đi kiếm thôi. Đâu rồi, khủng long nó bay xuống ruộng rồi, chụp lẹ lên. Quá các bạn ơi, khủng long nó bay xuống ruộng rồi bạn Kiệt ơi, nó bị xỉu rồi, chạy xuống chụp nó lẹ lên. Quá các bạn ơi, quá các bạn ơi, con khủng long rớt ruộng, đi từ từ thôi nha, coi chừng nó bay nữa đó. Nó đang nằm dưới nước, nó té rồi nè. Rồi chặt đi xuống, chụp lẹ lên Bin ơi. Từ từ thôi nghe. Bạn Kiệt chờ bạn Bin bao nó lại đi. Bạn Bin lại bao nó lại. Từ từ, chậm thôi. Rồi 1, 2, 3. Bay vô, chụp. Chụp rồi, hay quá. Rồi đem lên bờ. Rồi các bạn, ơi, nó chạy nữa rồi hả? Bạn Kiệt cầm phụ bạn Bin đi. Bây giờ nó bay luôn á, cầm cái cánh đó, bẻ cái cánh nó ra luôn. Bẻ cánh nó ra cho nó khỏi bay nữa. Đây các bạn ơi, rồi bẻ cánh bẻ đầu nó luôn cho nó khỏi bay nữa. Rồi lượm đem về nha. Khủng long đem về nhốt vô chuồng đi. Quá wow, các bạn ơi, bà Kiệt với bạn Bin bắt được con khủng long rồi hả? Quá wow, con khủng long này bay dữ hả? Rồi bây giờ gỡ kẹo ra ăn nha. Đây. Đúng rồi, kẹo sô cô la Thái Lan đó. Con ăn màu gì Bin? À con ăn màu sô cô la hả? Bạn Kiệt, kẹo bạn Kiệt màu gì vậy? Quá wow, đây các bạn là sô cô la dâu nè, ngon lắm á. Của bạn Bin là sô cô la đen nha. Đây các bạn ơi, bạn Kiệt con ăn 2 cây luôn hả? Ngon không bạn Kiệt? Ngon. Quá wow, bạn Bin, bạn Bin 2 cây luôn hả? Cháu không ăn miếng đi. Rồi cho khủng long ăn miếng sô cô la đi, cho nó đừng có gấp kẹo nữa, nó thèm kẹo đó. Rồi cho nó hành cây đi. Ngon không? Vô. Quay vô. Chút vô để cho khủng long ăn miếng này. Nè, ăn đi đừng có gấp kẹo nữa nghe. Đây các bạn ơi, kẹo sô cô la hả? Cái này ngon quá. Ăn thử. Chua chua, ngọt ngọt, thơm quá, mềm nữa. Quá wow, rồi bây giờ mình bắt khủng long đem về nhốt vô chuồng nha. Rồi đi về thôi. Đây các bạn ơi, nhốt khủng long vô chuồng thôi. Các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Bin sẽ lấy trứng cho Su ăn nha. Rồi bây giờ lột trứng khủng long cho Su ăn đi. Wow. Bạn Bin có ăn trứng màu nào Bin?
mang trứng màu nào. Wow, wow, cái trứng màu quá trời luôn nè các bạn ơi. Mình lột trứng màu xanh nha. Su nó đói nó sủa quá trời luôn nè. Nè Su. Nè Su. Wow, trời ơi Su ăn dữ vậy. Ê, các bạn ơi, giờ bạn Kiệt với bạn Bin sẽ cho bạn Su ăn trứng khủng long nha. Quá trời bạn Su luôn, cho bạn Su khỏi sữa. Wow, trứng màu hồng hả? Bạn Bin trứng màu gì vậy? Bin ăn trứng màu xanh nước biển hả? Rồi, cho nó ăn hết luôn đi bạn Kiệt ơi. Wow, trứng màu gì vậy bạn Kiệt? Đây, trứng màu trắng nha các bạn. Dành nhau luôn hả? Wow. Đây một trứng màu đỏ nữa. Xây qua ngang luôn. Wow, đó con nhện nó xây vòng tròn luôn nè. Rồi chạy vô ngang, chạy vô cái vỏ. Ôi rớt. Ơi bây giờ rớt con nhện dưới đất luôn rồi. Thôi lụm lên nha. Con cầm giỏ đi, con cầm giỏ đi cái thằng nhện. Ý da. Càng được hơn. Quá. Ừ, nhện con nữa hả? Tiêu. Ai bấm mà rớt xuống đây kỳ vậy? Đâu có đâu. Pin bấm á hả? Pin bấm rớt á hả? Trời ơi, rớt hết rồi. Đây, mở lên cho nhện mẹ chở con đi học. Thôi giờ nhện mẹ chở con đi về nha. Ơi. Ôi, ôi. Bạn Bim bấm thẳng không à các bạn ơi. Bạn Bim không có biết bấm mà. Quên, bạn Bim bấm xem tròn không à, không biết bấm thẳng. Coi chừng nó rớt xuống dưới nha. Rồi, rồi bấm chạy đi. Ê, dính hàng rào rồi. Ê, rớt. Đây các bạn ơi, bây giờ con nhện này nó chở con nó về rồi, giờ mình bỏ vô vỏ đem về nha. Bỏ vỏ đem về. Rồi, xách vỏ đem về bên Bin ơi. Dừa. Ừ, rồi, xách vỏ đem về nè, nguyên con nhện luôn, xách vỏ ra chợ bán. Đi. Ai mua nhện không? Bán mày không? Rồi, xách vỏ ra chợ bán. Rồi, bỏ vô vỏ luôn. Rồi, bỏ ra vỏ luôn, vô chợ bán. Rồi bỏ vô. Rồi đem ra chợ bán. Rồi đi. Rồi đi thôi. Rồi các bạn ơi, giờ bận Pin đi bán nhện nha. Rồi ra ngoài chợ bán nhện. Chạy ra. Oh, oh. Nhanh lên. Từ từ thôi. Rồi bán đi, bán con nhiêu bên. Rồi. Rồi xin cái thùng đem về luôn coi. Rồi. Rồi.